sầu bay 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 bay. Vâng, rất là vui mừng được tiếp tục quay trở lại với toàn thể anh em. Hôm nay ngày mùng 7 tháng 6 năm 2023, em về được thêm 7 cái bộ mic Morgan Show ở một cái thương hiệu đến từ Mỹ, mã của nó là U768. Đây là một cái dòng mic sự kiện em nhé, một cái dòng mic sự kiện mà nó đến 10 hộp sóng như thế này. Đấy, một cái dòng mic cực kỳ là chất lượng. Đấy, và cái giá mới của cái dòng mic này bên thị trường nước ngoài đang bán với cái mức giá khoảng tầm 12 đến 15 triệu một cái bộ như này em nhé. Đấy, cực kỳ là cao cấp, cực kỳ rất đỏ luôn. Đấy, hôm nay thì em về tiếp được khoảng tầm 7 bộ. Lần trước thì em cũng đăng lên cái dòng này rồi. Cái dòng này lần trước em được khoảng tầm chục bộ gì đấy thì em bán trong một cái thời gian rất là ngắn thì cũng hết sạch. Thế hôm nay thì em về được 7 cái bộ này. Thực sự với em đây là một cái dòng mic phải nói là cực kỳ là hiếm. Nếu như anh em không nhanh tay thì chắc chắn là cũng sẽ rất là khó để có thể tìm kiếm được một cái bộ mic như thế này. Và hôm nay thì cái số lượng bên em cũng không có nhiều, và để cảm ơn anh em đã luôn luôn theo dõi kênh, ủng hộ kênh và like kênh trong suốt cái thời gian vừa qua. Em sẽ thanh lý cho anh em 7 cái bộ mic Morgan Show U768, một cái thương hiệu đến từ Mỹ, với một cái mức giá thậm chí chỉ từ vài trăm nghìn một cái bộ như này thôi em nhé. Anh em xem video đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em một nút like nếu như đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang. Mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Đấy, thực sự anh em nó rất là đẹp luôn. Đấy, và cái tay này thì tất cả những cái tay này đều là những cái tay sơn zin. Đấy, rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Và bây giờ em sẽ giới thiệu qua một chút về cái phần hình thức của cái mic này, sau đó em sẽ hướng dẫn anh em cách dò sóng mic, đồng thời là test tiếng và báo giá. Cái thời lượng em làm rất là ngắn thôi, thế nên là anh em hãy xem kỹ video. Anh em đừng lên tour xem là một cái bộ mic như thế này nó có chất lượng hay không, và cái giá ngày hôm nay đưa ra nó có rẻ hay không em nhé. Thì cái thương hiệu Morgan Show thì chắc là rất là nhiều anh em biết rồi, là một cái thương hiệu đến từ Mỹ, mã là U768. Anh em có thể tìm được cái tên mic này ở trên mạng rất là nhiều luôn. Đấy, Morgan Show U768. Đây là một cái dòng mic sự kiện chuyên nghiệp, một cái dòng mic được thiết kế mặt là phay nhôm màu tím. Và đây là hai cái tai để em có thể bắt vào tủ âm thanh, tủ máy anh em làm show, làm sự kiện. Cái mic này nó được cấu tạo gồm hai cái màn hình riêng biệt rất là sáng. Ở trên cái màn hình nó hiển thị đầy đủ các cái thông tin, ví dụ như là tần số này. Khi em bật cái tay mic lên thì lập tức nó sẽ hiện vạch sóng, và khi anh em alo thì cái vạch AF vào đây nó sẽ xuất hiện. Đây là các cái nút dò sóng mic của bên A, còn đây là các cái nút dò sóng mic của bên B. Thì những cái bộ mic này thì thường thì sẽ phải dò bằng tay em nhé, tại vì nó sử dụng cái công nghệ UHF đời cao, thế nên là gần như là cái tay vế bên này chỉ dò được bên này thôi, và cái tay tần số cao thì chỉ dò được bên này thôi, nó không đảo lộn được như những cái bộ mic Beyer. Anh em có thể đảo từ tay A sang tay B hoặc là từ tay B sang tay A. Cái dòng mic này thì tay nào nó dò vào kênh đấy em nhé, cái tay tần số nào thì nó dò vào kênh đấy, không thể dò lẫn sang bên kênh này được. Và những cái bộ mic này thì em cũng dò sóng sẵn hết cho anh em rồi, và gần như là anh em về anh em không phải dò, không phải chỉnh gì vào đây. Thế nhưng mà trong quá trình sử dụng không anh em nghịch vào đây nó bị mất sóng thì em hãy dò lại bằng cách như sau. Anh em hãy ấn hộ em vào cái ô hình vuông ở đây, chữ set đây. Nếu như mà bên A, AF đây chính là cái âm lượng nhá. Khi anh em ấn vào nó hiện chữ VR10 như này thì anh em có thể tăng giảm âm lượng bằng cách là ấn mũi tên xuống dưới hoặc là mũi tên lên trên. Đấy, thì đây là tăng âm lượng. Và sau khi anh em tăng lượng xong thì anh em có thể ấn vào cái chỗ này. Đây chính là cái chỗ chuyển đổi từ tần số sang kênh hoặc từ kênh sang tần số. Những cái này thì nó không quan trọng đâu. Đấy, và bây giờ em lại ấn tiếp một phát nữa. Khi nó hiện lên chữ tune em nhé. Em ấn qua tay rồi. Khi nó hiện lên chữ tune. Đây ạ. Khi nó hiện lên chữ tune là lập tức anh em có thể dò được tần số lên trên này. Đấy, hoặc là xuống dưới để cho nó trùng với cái tần số ở trên tay mic. Thì thường thì những cái dòng mic này thì anh em hãy dò bằng cái cách dò ở trên tay mic, chứ không nên dò nhiều ở trên đầu thu. Ở trên tay mic thì đây ạ. Trên tay mic thì anh em có thể mở cái tay mic này ra. Đây em bật lên ạ. Em bật lên thì anh em có thể nhìn thấy cái dò ở đây thì anh em, ví dụ như nếu mà nó xuất hiện một cái khóa ở đây thì anh em ấn vào cái chữ set ở đây. Set ở đây. Đấy, và khi nó hiện chữ on thì anh em ấn xuống dưới để cho nó off, và anh em ấn chữ set. Sau khi mở cái khóa của cái mic này ra rồi thì anh em có thể di chuyển mũi tên bên trên này hoặc là mũi tên bên dưới để cho nó trùng với cái kênh ở trên tay mic. Sau khi nó trùng kênh rồi thì anh em hãy ấn vào cái chữ set ở đây, lập tức là cái tay mic nó sẽ nhận với đầu thu. Vậy nó rất là đơn giản thôi. Còn là về cái phần nội thất của cái dòng mic này thì em cũng tháo cho anh em xem. Thì đây là một cái dòng mic hàng chính hãng do một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ sản xuất, Morgan Show. Đấy, cái mic này nó được cấu tạo đến 10 hộp sóng nhé, 10 hộp sóng cực kỳ là khỏe cho anh em làm show, làm sự kiện. Khách khoảng tầm 200-300 khách anh em yên tâm là không bao giờ lo mất sóng hoặc là hụt sóng. Còn đây là các cái phần xử lý tiếng lọc tạp âm của cái bộ mic này, rất là nhiều các con IC ở đây ạ.
Còn ở phía sau của cái dòng mic này thì nó được cấu tạo đến hai cái jack ca lông để anh em cắm mi sơ hay làm sự kiện, và nó cấu tạo đến ba cái jack 6 ly em nhé, ba cái jack 6 ly để anh em cắm vào mic hoặc là cắm vào vang. Thì em sẽ tặng kèm cho một cái dây jack anh em cắm hộ em vào cái cổng mic A cộng mic B ở giữa đây. Còn nếu như anh em cắm vào cái bên mic B thì nó chỉ được một mic thôi, và cắm bên mic A thì nó cũng chỉ được một mic. Còn về cái phần tay mic này thì tất cả những cái tay mic này thì đều là những cái hàng tuyển chọn sơn zin hết em nhé, đều là những cái hàng tuyển chọn sơn zin hết, cực kỳ là đẹp luôn. Thế và em cũng tặng kèm cho em một cái cặp chống lăn ở đây, anh em về anh em không phải mua thêm nữa. Và cái mic này thì khi em gửi cho anh em thì anh em hãy lắp bằng cách như sau. Đấy, khi em gửi cho anh em thì nó sẽ như thế này. Đây, em gửi cho anh em nó sẽ như thế này. Thì anh em hãy vặn anh em nhé, vặn theo chiều kim đồng hồ để cho cái gen nó ra, và sau khi nó ra hết gen rồi thì anh em rút nó ra. Đấy, rút nó ra. Anh em căn chỉnh làm sao cho cái màn hình này với cái này nó trùng vào với nhau, và anh em cứ thế ấn xuống và vặn thôi em nhé. Nó rất là đơn giản. Thế và bây giờ em test lại một lần nữa cái tiếng của cái mic này, sau đây em sẽ báo giá luôn ạ. Em lắp sẵn vào một cái đầu thu đây rồi. 6 7 1 2 5 6 6 7 7. Đấy, cái tiếng mic nó rất là nhẹ, rất là bay. Và anh em hét mạnh thì nó cũng không vỡ tiếng em nhé. Nó không vỡ tiếng. 6 7 1 2 6 7 7 7. Và cái tay mic này thì là một cái dòng mic chuyên nghiệp rồi. Thế nên anh em khi cầm lên làm show, làm sự kiện, những cái tay mic này thì nó rất là đẹp và nó rất là chất luôn. Anh em nâng cấp mic hát gia đình, anh em cầm những cái bộ mic như thế này thì nó cũng thực sự nó rất là đẳng cấp. Và một cái dòng mic như thế này, cái giá mới bên thị trường nước ngoài đang bán với cái mức giá từ 12 đến 15 triệu một cái bộ như này. Và hôm nay thì cái số lượng bên em cũng không có nhiều, nó chỉ có 7 cái bộ này được thanh lý ở một cái sàn hát VIP bên nước ngoài. Đây là những cái bộ mic được trang bị cho những cái phòng VIP em nhá. Đấy, nó rất là đẹp luôn. Và những cái dòng mic này thì bên thị trường hàng bãi trong nước các anh em cũng bán với mức giá khoảng tầm 2 triệu 2 đến 2 triệu 3 một bộ mic Morgan Show U768. Thế và những cái bộ mic này thì cửa hàng bên em cũng bán với mức giá khoảng tầm trên 2 triệu. Nhưng nay thì cái số lượng bên em cũng không có nhiều, nó chỉ có 7 bộ này thôi. Em sẽ thanh lý cho anh em với một cái mức giá cực kỳ là rẻ, bỏ qua cái mức giá 2 triệu đang bán tại thị trường. Hôm nay em sẽ thanh lý cho anh em 7 cái bộ mic này với giá chỉ còn 1.650.000 em nhá. 1.650.000 một cái bộ mic Morgan Show U768, một cái thương hiệu đến từ Mỹ, được tích hợp đến 10 hộp sóng. Anh em làm show làm sự kiện nó quá là ok luôn. Anh em hát gia đình những cái dòng mic này thì thực sự nó rất là đẳng cấp. Anh em nào chốt được cái mic Morgan Show này với cái mức giá là 1.650.000 bao ship, bảo hành 3 tháng hỗ trợ trọn đời, thì hãy gọi điện cho em theo cái số là 0369 797955 hoặc là 0912 797955 nhé. Đấy, nó quá là đẹp, nó quá đẳng cấp luôn. Đấy, và những cái bộ mic này thì không phải là dễ dàng mà anh em tìm kiếm được ở trên thị trường đâu. Anh em cứ tham khảo những cái dòng mic này thì thường xuất hiện trên thị trường thì sẽ bán rất là nhanh. Đấy, và những cái bộ mic này nó hiếm, nó đắt, nhưng mà em cũng không vì thế mà em tăng giá, và em vẫn luôn thanh lý cho anh em ở với một cái mức giá tốt nhất. Anh em nào chốt được cái bộ mic Morgan Show U768 này với cái mức giá là 1.650.000 bao ship thì hãy gọi điện cho em theo số dưới góc màn hình em nhé. Nhận hàng anh em được kiểm tra, được test thử, nếu đúng sản phẩm như thế này, tiếng hay như quảng cáo anh em mới nhận. Còn nếu như không hay, không đúng, anh em gửi lại cho em, anh em không phải mất 1.000 đồng tiền cước em nhé. Đấy, quá là chất lượng luôn. Đấy, và ngoài ra thì em cũng thanh lý cho anh em hai cái bộ mic một tay. Thì ở đây là một cái bộ mic này thì cái tình trạng của nó hai tay nó đều bị mất cái mặt kính ở đây, và thứ hai là cái đuôi này của nó cũng bị mất cái đuôi nhựa ở phía sau này. Thế nên là anh em gạt trực tiếp vào đây thôi. Và mỗi một cái bộ mic này thì nó chỉ có một tay em nhé, và nó chỉ bắt được một kênh thôi. Thế nên là em sẽ thanh lý cho anh em hai cái bộ mic một tay này với cái mức giá là 650.000 em nhé. 650.000 một cái bộ mic một tay Morgan Show U768. Đấy, nhập rất là nhiều về, nhưng mà những cái bộ lỗi này thì nó rất là nhiều em nhá. Thế nên là gần như là cũng không lời lãi gì đâu. Và thực ra thì những cái bộ mic này thì em thanh lý nó lỗ quá lặng rồi, lỗ gần như là thanh lý gần như là cho luôn anh em thôi. Anh em nào chốt được cái bộ mic nào thì hãy gọi điện cho em nhá. Đấy, cái số lượng nó không có nhiều đâu, và khi hết cái dòng mic này thì anh em muốn mua cũng không thể có mà mua đâu nha. Anh em xem video, nếu như mà thấy mic đẹp, mic rẻ, mic chất thì vui lòng ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em nút like. Nếu như đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Xin kính chúc toàn thể anh em luôn luôn mạnh khỏe, bình an. Em xin dừng video tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại.